cuối tháng có hồn rồi. Thịt chó giải đen đê. Ok Tiến ơi, nhanh còn kịp nha. Về sớm sớm tí nha Tiến nha. Ok. Không ship để về Lạng Sơn đâu Tâm ơi. Tên đi Hiệp ơi. Tên làm tí. Để vào tủ luôn, ai ăn anh ơi. Tủ lạnh ai ăn bây giờ.